Thưa quý vị, Singapore hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn cam kết gần 75 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng mà đây mới chỉ là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Các nhà đầu tư Singapore còn có tiềm năng đẩy mạnh đầu tư qua kênh gián tiếp, đó chính là thị trường chứng khoán. Vâng, và đây cũng là lý do mà Bộ Tài chính của Việt Nam vừa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Singapore, thu hút được sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp cả Việt Nam và quốc tế, bao gồm các tổ chức tài chính, ngân hàng, các quỹ đầu tư và các công ty chứng khoán. Ghi nhận sau đây của phóng viên VTV tại Singapore. Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước, trong 24 năm vận hành, thị trường tài chính chứng khoán của Việt Nam đã chứng tỏ được sự hấp dẫn và thu hút sự tham gia mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến tháng 7 năm nay, trên thị trường đã có tổng cộng 1.600 cổ phiếu chứng chỉ niêm yết và đăng ký vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 278 tỷ đô la Mỹ, tương đương 65% GDP năm 2023 của Việt Nam. Số lượng nhà đầu tư tăng mạnh mẽ với 8 triệu tài khoản, tương đương 10% dân số trưởng thành trong khu vực ASEAN. Việt Nam sẽ quyết tâm thúc đẩy thị trường chứng khoán công khai, minh bạch, an toàn, hiệu quả, hội nhập một cách toàn diện, bền vững. Hiện nay, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để đáp ứng các tiêu chí để đạt được nâng hạng thị trường chứng khoán. Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định chính sách tạo thuận lợi và hỗ trợ tích cực của Chính phủ Việt Nam cho các doanh nghiệp nước ngoài, như sẽ bỏ các quy định liên quan đến giao dịch ký quỹ đối với nhà đầu tư nước ngoài có tổ chức, công bố thông tin niêm yết bằng tiếng Anh, cập nhật thông tin về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là tái cấu trúc thị trường, nâng cao cái chất lượng dịch vụ đối với các cái tổ chức trung gian, cũng như là tăng cường thêm các cái hàng hóa, sản phẩm mới để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và phòng ngừa rủi ro. Các bài phát biểu cùng với phiên đối thoại trực tiếp tại hội nghị đã gây ấn tượng, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tôi cho rằng sẽ có rất nhiều cơ hội đầu tư mở ra nếu chính phủ Việt Nam có thể cung cấp tốt hơn luồng thông tin để các nhà đầu tư nước ngoài có thể biết chính xác đâu là những rủi ro và cơ hội khi đầu tư vào Việt Nam. Tôi đánh giá cao hội nghị lần này. Chúng tôi thấy Việt Nam là nơi rất hấp dẫn để tìm kiếm đầu tư, xét đến nền tảng vững chắc của nền kinh tế Việt Nam, kim tự tháp dân số vàng mạnh mẽ, lợi ích lớn của FDI và hành động mạnh mẽ của chính phủ để hỗ trợ các doanh nghiệp. Nâng hạng này không phải chỉ có mỗi việc là tác động đến cái vốn và thị trường chứng khoán, mà nó còn có tác động đến cái vị thế của chúng ta để chúng ta có được cái vị thế tốt hơn trong cái thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Thì tôi thấy rằng là những cái bài phát biểu của các diễn giả hôm nay cũng hết sức chất lượng. Hội nghị tại Singapore lần này là tiếp nối thành công của chuỗi hội nghị xúc tiến đầu tư do Bộ Tài chính tổ chức trước đó tại các thị trường trọng điểm như là Nhật Bản, Hàn Quốc, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài qua kênh thị trường chứng khoán. Hữu Hưng, thường trú chính Việt Nam tại Singapore.